Chào cả nhà. Hôm nay mình đi theo anh hai, anh Tấn đi bắt dầm đăng để có cá mình quay cho cả nhà xem nha. Cả nhà theo chân mình nha. Giờ mình theo anh Tấn mình nè. Bắt đăng. Nãy giờ nhiều cho nó Tấn. Đó. Cái chắc quá trời cái chắc. Giọng ở dưới nhiều. Để em kéo cho. Nãy giờ có giọng dưới rồi hả? Có. Tôm nè. Nãy giờ có cá chẽm không? Không, chưa thấy. Ồ, cao quá trời luôn. Cái đó bự bự không? Còn hai tướng đấu hả? Rồi. Rồi. Quá trời luôn á. Đúng mất luôn. Cái nào? Cái nào quá bự lên tới ơi. Hồ cái nào? Thầy. Cái đói. Ồ, cá cháp. Cá cháp quá trời bự luôn. À, cá cháp. Tốt luôn à. Ồ, có út luôn. Trong đây cũng có út nữa hả? Có. Giờ bớt rồi đó. Dạ. Chùm thẻ cái nha. Quá chùm thẻ bự. Khi nào thấy có chết cũng bỏng hả tao không tính. Đây nè có. Bỏng rồi đó anh hai. Ồ, cái chắp quá trời, cái chắp cả nhà ơi. Chắp bự không? Có mấy con bự nè. Đang thấy ham quá trời luôn. Trời ơi. Khúc này quá trời luôn anh hai ơi. Ồ, cái chắp. Đây, mình lụm bự mới cái lắm đi mất cái chắp quá trời luôn cả nhà ơi. Trời ơi, xách cái vạt chứ nó xách cái thùng thôi. Nó nằm xách đô quá trời. Cơm. Thẻ nữa. Để lấy con đó kìa. Trời ơi, cá chắp. Nó khô rồi, nó khô rồi. Chắp đủ quá. Sống rồi nè, con cá này cũng sống rồi nè anh hai. Sống. Này bự bự lên vô cái này. Có cá trọng nè. Hồi nãy không nói. Gì? Đợi được rồi đó. Em thấy có con cá ngát trọng á. Còn đó đó, đồng tiền mới giữ. À, hầm lăng cá. Cá chắp quá trời luôn cả nhà. Chắp bự không à? Tôm. Ồ, cá chắp anh kìa. Ồ, cá chắp. Đăng này tôm, có tôm tôm bự không anh Tân? Ừ. Ồ, cá chắp là trên lưới luôn nè. Quá trời, cá chấm. Mình đi theo phu hậu. Bắt phụ máy ảnh. Cái này đi cần bắt khía mà. Bắt khía ngưng rồi. Giờ đi theo bắt đăng. Ủa cá chấm anh nó giặt đã. Hồi chấm. Ồ. Thank you.
Wow, chắc bự không? Nãy có nghe cá chẽm quậy vô mình anh Tấn. Anh xuống là anh ghé anh bắt luôn á hả? Đâu đây? Không biết này kiểu nào đấy, em sốc đang sốc nó. Được không? Theo đường lưới kia. Cái bự nè. Em mới thấy thùng thôi à. Rồi. Cá nên mấy mê nha. Được không? Lần đầu tiên theo bắt đăng. Cá nữa. Wow. Chúng cá chấp. Chấp bự không? Cái nón mình cứ dính lưới hoài ta. Đừng có dùng tầm bậy nha. Quá đông luôn, quá vui luôn. Bắt mới chắc nửa dặm chứ nay. Chưa hả? À? Quá đông quá vui. Thôi cái nâu nhanh mà. Nãy xuống mình tắm nghỉ mệt á, giờ lên bắt tiếp. Cá nâu. Ôi cá chắp. Bự luôn. Ngon quá không thấy cá hát à. Con kiện á, đầu tán đầu cánh, điệu quá. Sao cá lồng cá là cá chẽm hay gì? Ôi cá chẽm, cá chẽm. Trời ơi cá chẽm. Cá chẽm đứng đây. Cá chẽm con cá nâu chà bá luôn. Ủa cái đâu gần cá cháp nữa kìa. Ồ. Mẹ. Để thằng tới nha, em bỏ nha. Chém. Bỏ vô đây luôn hả anh Tấn? Dạ. Cá lưỡi mèo. Cá nâu. Mà còn cá cháp chậu luôn. Thôi con cá nâu. Cá nâu quá đứt. Con cá nâu. Tôm. Cá lươn mèo. Nha, cá lươn mèo. Cái này hai con cá na cháp luôn.
Wow. Chụp ăn chúng cá chép coi nhầy. Quá trời cá chép luôn. Bự vậy không mà cả nhà. Đây là ổ lưới nè. Ổ lưới lớn lắm. Thành ra con tôm nhỏ không có. Ừ. Thôi. Mình đi. Mình bắt trước bị sót. Anh đứng sau bắt được con tôm càng. Quá đã. Nó hình dưới viền hay sao vậy ta anh Tấn? Này con tôm đó nó hình dưới viền á hả? Ồ, chỗ này có cá ốc bự bự không nè. Cá đó sao nó ra lệnh ngoài luôn. Hay thiệt. Cá ốc. Trong chạch nhỏ cũng có cá ốc luôn cả nhà. Con cá chép ảnh bánh luôn. Cá chép thì thương không luôn. Cá chép. Ôi ơi. Chắc quá lớn. Ủa cái chắp. Mấy con cá này nấu con chua thứ gì chịu nổi. Bự hơn bàn tay không. Chắp thì ghê thiệt. Ở đây cái này. Thầy bác Đăng, cá quá trời luôn ham. Nãy giờ muốn xỉu luôn. Trời ơi. Quá trời cá chắp luôn nè. Sao không 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 lại giọng. Vậy là trên trên chảnh có cá à? Không. Nè ông đậu tôm nhỏ nhỏ này, cái tôm thẻ mà quá các bạn. Kì vậy? Đã, cái này có cá không? Lúc này chưa cạn, ở cạn rồi. Còn kia cạn anh tới đây. Cái nó cạn luôn rồi, lúc này cạn rồi, nó bị tuột cái. Cái này hoài vậy. Trời. Quá trời luôn. Lúc này còn hơi nước. Lúc này còn hơi nước cả nhà ơi. Cá chắp nữa nè. Cá chắp, trời ơi cá chắp. Thấy ham cá chắp. Ôi ôi. Còn sống luôn. Ừ. Quá trời luôn cá. Úc, lúc lúc. Quá trời luôn cả nhà. Úc. Dạ dữ quá, bắt mẹ mày. Đầy thùng ra bắt vô nhảy ra rồi. Bắt vô nhảy ra rồi. Đi tới chiếc ghe đó. Ờ, có chiếc xuồng kìa.
ra là bị đọt, mình phải kéo thùng lên tấn đánh bắt. Nó nhảy vô vỏ. Trời ơi con cá đó vui. Trời ơi. Wow, cá đối. Trời ơi khủng khiếp cá đối. Cá này còn 1 kg á. Trời ơi cá đối. Wow. Cá đối quá bự luôn. Chúng này còn nước cả nhà. Đây ăn cái nhỏ. Người ta ăn cái lớn hơi chua mọt. Cái đó. Giật mỏi chân nữa. Cái nhỏ còn bị tự nữa đây mà. Cái lớn nữa nước nhiều. Chết rồi hả? Chết luôn. Đâu rồi? Hai. Nóc ở đây ăn nóc nữa. Ăn nóc luôn hả? Nóc thì bắt hết. Toàn xác nè. Còn có khúc này nữa. Khúc này khúc gì cạn dấu rồi. Hai mình lên trên kia bắt xuống. Còn cá đối hay gì cá chát. Cái đó bự bự. Cái này qua bắt cái này bắt hồ nè. Bắt hồ luôn á. Cá liệt đủ trường qua hai bà. Mình có cá ngát đĩa dưới, có cá ngát nhỏ nên anh tắt. Không được cá chắp rồi, cá chắp nhiều. Bận nhậu lưới luôn rồi đây. Hết chưa, đặng hết chưa? Hết. Còn đi đặng, còn cá nè. Còn cá nè Tân. Cá nữa. Hai người nhảy lên tranh thủ đó, bỏ vỏ trôi luôn. Đây cá ngát nè anh ơi. Hết luôn hả? Bên cái vỏ em có cái gì, có cái vợt. Thôi cho khiều cho nó xuống luôn đi. Có cái vợt á. Đắp nó lại đi, vợt ăn thân cho anh lại. Thanh! Lại vợt bắt một cái coi nè. Này bắt kìa Thanh. Wow, xuống rồi nè. Nè, xuống bự quá trời. Dầm răng nhiều người bắt lắm. Trúng cá cháp.
Còn nhiều không chú? Hát còn bự không? Như đằng còn nữa, còn anh hai nữa. Ừ. Đây là mới nửa vàng ngay cái này. Còn nửa vàng nữa.
Rồi bắt xong dầm đăng này, thành quả của mấy chú với anh đã xong.